liên quan tới vụ tai nạn kinh hoàng ở gia lai mới đây cơ quan công an hé lộ ra những tình tiết mới nguyên nhân dẫn đến sự việc thảm khốc đó ban đầu xác định là do tài xế xe ben vượt sai quy định tông vào xe con của câu lạc bộ hoàng anh gia lai gây ra vụ tai nạn thương tâm theo đó, vào sáng ngày 13 tháng 8, ông Quất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đến hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan tới xe con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai làm 3 người chết, 1 người bị thương tại quốc lộ 14, xã Ia Hờ Rú, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Báo cáo vụ việc, ông Phan Văn Mạnh, trưởng công an huyện Chư Pư cho biết, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 12 tháng 8, xảy ra vụ tai nạn giữa ba ô tô, gồm một xe tải mang biển kiểm soát 81A 02760 do tài xế Đinh Tiến Bình 36 tuổi điều khiển, một xe tải mang biển kiểm soát 47C 26306 do tài xế Nguyễn Tấn Sơn 39 tuổi trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển và một xe ô tô con mang biển kiểm soát 81S 00470 gắn logo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do tài xế Nguyễn Tú Sinh 57 tuổi trú tại thành phố Pleiku cầm lái thời điểm trên xe ben do đinh tiến bình vượt xe con của câu lạc bộ hoàng anh gia lai do ông nguyễn tú sinh lái chở theo ba người là thành viên câu lạc bộ hoàng anh gia lai khi vượt tài xế bình thấy có xe tải chạy ngược chiều lại nên đánh lái vào bên phải đâm vào mạn trái xe con của câu lạc bộ hoàng anh gia lai sau khi va chạm thì xe con mắc vào đầu xe ben rồi tiếp tục đâm vào xe tải đi ngược chiều lại ông phan văn mạnh cho biết xác định nguyên nhân ban đầu do lỗi chủ quan của tài xế Đinh Tiến Bình khi vượt xe phía trước, ông Mạnh khẳng định toàn bộ các xe, người lái xe thì cơ bản chấp hành đúng pháp luật. Căn cứ lời khai và bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển ô tô không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định tại điểm 2, điều 4 Luật Giao thông đường bộ. Như vậy có thể thấy đây là lỗi chủ quan khi tham gia giao thông và đặc biệt là của lái xe. Theo bà Lương Thị Thu Quỳnh, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định tạm giữ tài xế xe Ben Đình Tiến Bình để điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai, sau khi xảy ra va chạm, ông Bình không dừng xe lại mà tiếp tục tông vào bên trái xe con, bề làn đường ngược lại, gây ra vụ tai nạn giao thông. Hành vi của Bình vi phạm khoản 2 điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Được biết, sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An hôm 11 tháng 8, các thành viên của đội bóng phố núi được giả trại, nghỉ ngơi trước khi trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Chỉ ba người quyết định trở lại trung tâm hàm rồng sớm là trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, ngoại binh Paulo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí. Trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, ngoại binh Paulo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí lên máy bay từ Nghệ An về sân bay Buôn Mê Thuột rồi mới di chuyển trung tâm hàm rồng bằng xe 4 chỗ. Khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 8, xe đang chạy trên quốc lộ 14 thì bất ngờ bị xe tải phía sau tông mạnh, đẩy dồn về một xe tải khác phía trước, các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong, khiến cho tài xế xe tải phải cho xe lùi ra, cùng người dân phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài. Ba trong bốn người trên chiếc xe bốn chỗ đã tử vong tại chỗ. Liệu rằng tài xế Đinh Tiến Bình sẽ bị xử lý ra sao và vụ việc sẽ có những tình tiết gì mới? Những thông tin liên quan tới sự việc sẽ được chúng tôi tới sự việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video sau. Thưa quý vị, liên quan tới vụ tai nạn khiến 4 người thương vong ở tỉnh Gia Lai, trong đó có 3 thành viên thuộc câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong vào chiều ngày 12 tháng 8. Ngay sau đó một ngày, tang lễ của hai thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã được tổ chức tại quê nhà, đó là trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Chí. Cụ thể, tử vong trên xe gồm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, 48 tuổi, tiền đạo Paulo Oliveira, 27 tuổi, quốc tịch Brazil và bác sĩ Đào Trọng Trí, 31 tuổi, đã tử vong tại hiện trường. Còn tài xế Nguyễn Tú Sinh được đưa đi cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, vào tối ngày 12 tháng 8, tiền đạo Paulo Mandera Oliveira được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai ở đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku để chờ người thân đến nhận. Lúc xảy ra tai nạn, vợ của tiền đạo này đang ở thành phố Pleiku. Con mẹ của anh hiện đang ở Bồ Đào Nha, đang làm thủ tục sang Việt Nam, mong muốn đưa con trai mình về nước an táng. Còn hai thành viên khác là trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh đã được gia đình đưa về nhà ở đường Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku và bác sĩ Đào Trọng Trí được đưa về gia đình tại xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Sáng ngày 13 tháng 8, bầu không khí tại tổ 3 phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai, phủ màu bi thường. Trước đó, khi bác sĩ Đào Trọng Trí được đưa về nhà để lo hậu sự, mẹ anh đã đổ gục, không tin nổi vào mắt mình. Theo người thân chia sẻ, sức khỏe bà đã không được tốt, giờ lại hứng chịu cú sốc quá lớn khi con trai ra đi mãi mãi ở tuổi 31. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Được biết, nhà bác sĩ Trí có hai chị em, trong đó có bác sĩ Trí là em út. Rất đông người thân hàng xóm đã tới tiễn đưa các thành viên xấu số, số trong vụ tai nạn giao thông của đội Hoàng Anh Gia Lai về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là mất mát rất lớn, không chỉ với người thân, bạn bè của các thành viên, còn là cú sốc với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong bối cảnh đội bóng phố núi vừa khép lại mùa giải 2023, nhiều cầu thủ, huấn luyện viên, đội bóng, cổ động viên đã gửi lời chia buồn với nỗi đau vô bờ bến của Hoàng Anh Gia Lai cùng gia đình các thành viên xấu số, số. Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ, Bầu Đức đã có chỉ đạo yêu cầu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chủ động hỗ trợ lo hậu sự tốt nhất cho các thành viên không may gặp tai nạn. Hoàng Anh Gia Lai sẽ phối hợp với gia đình để lo lắng chú đáo. Ngày 13 tháng 8, đại diện câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cho biết, câu lạc bộ đang tiến hành lo hậu sự, chú đáo cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc. Bước đầu, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cắt cử hai nhóm đưa hai thành viên người Việt Nam là huấn luyện viên Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Chí về nhà để lo hậu sự. Riêng trường hợp của tiền đạo Paulo do là người nước ngoài nên câu lạc bộ sẽ phải chờ hoàn tất các thủ tục theo quy định và hỗ trợ vợ anh ấy đưa cầu thủ này về nước một cách chú đáo. Bên cạnh đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn gửi thư chia buồn đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau vụ tai nạn giao thông khiến ba thành viên đội bóng này tử vong. Đây là mất mát lớn của bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Liên đoàn bóng đá Việt Nam kêu gọi toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam và các đội bóng tham gia vào giải bóng đá vô địch quốc gia 2023 hướng về gia đình các nạn nhân, sát cánh với họ trong thời gian khó khăn này và cùng chia sẻ hỗ trợ hãy luôn ghi nhớ những ký ức và những ấn tượng tốt đẹp về huấn luyện viên dương minh ninh bác sĩ đào trọng trí và cầu thủ paulo và tiếp tục xây dựng câu lạc bộ bóng đá hoàng anh gia lai phát triển có thể thấy sự ra đi của các thành viên câu lạc bộ hoàng anh gia lai là sự mất mát vô cùng lớn không chỉ đối với gia đình các nạn nhân mà còn cho nền bóng đá nước nhà mẹ mất con vợ mất chồng đó là những nỗi đau không gì diễn tả được mới đây thôi còn nói chuyện gặp mặt mà giờ đã chia ly hai thế giới mong rằng người thân của các thành viên tử vong sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này